Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Chúng con xin dâng buổi học hỏi lời Chúa. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2022. Vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ đến tất cả anh chị em trên thế giới thông điệp quan trọng số 102 từ Marie, người mẹ sầu bi, đến Đỗ Văn Nguyên ở Houston, Texas vào ngày 3 tháng 12 năm 2013. Con thân yêu của mẹ. Mẹ là mẹ Maria, mẹ thiêng liêng của tình yêu và lòng thương xót của con. Tôi biết trái tim bạn tràn đầy tình yêu dành cho Chúa. Vì điều này, Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn. Trên thực tế, Ngài đang dõi theo bạn trong bất kỳ giây phút nào của cuộc đời bạn. Bởi vì kẻ thù của Ngài cố gắng tấn công bất kỳ linh hồn nào, ngay cả những linh hồn được chọn, bởi vì họ rất ghen tị nếu một linh hồn được cứu. Con ơi, mẹ muốn cho con biết rằng đất nước của con, Việt Nam, là một quốc gia được chúc phúc trên toàn thế giới. Vì có nhiều vị thánh tử đạo đã hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa và chấp nhận tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa hơn là cứu mạng sống của họ bằng cách từ chối đức tin của họ. Vì lý do này, người dân ở Việt Nam được thừa hưởng sự hy sinh của họ. Tuy nhiên, nhiều người ngoại đạo không biết gì về công đức này, vì công đức mà tất cả các vị thánh đã truyền lại. Các bạn có biết một lời cầu nguyện của một vị thánh có sức mạnh rất lớn với Chúa và nhiều vị thánh tất nhiên còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng hạn như các thánh tử đạo Việt Nam đang ở trên thiên đàng với Chúa giữa các vị thánh khác, và họ đang ca hát, tôn vinh, thờ phượng, ca ngợi và cầu nguyện 24 giờ suốt ngày đêm. Đặc biệt, họ luôn cầu xin Chúa phù hộ cho quê hương xứ sở. Đây là sự mặc khải của ta để cho các con biết rằng mỗi người các con đều rất đặc biệt trong số những người con được Chúa chọn. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều người được cứu vì họ không muốn trở thành Kitô hữu. Như các bạn đã biết, không ai được phép vào cổng thiên đàng nếu không chịu bí tích rửa tội.
ngay cả những đứa trẻ nhỏ phải được rửa tội để nhận ánh sáng trên thiên đàng. Và nước thánh sẽ rửa sạch tội nguyên tổ của Adam và Eva. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chỉ thị của Ngài cho Barnabas về lời cầu nguyện để giúp đỡ những thai nhi và rửa tội cho chúng theo cách thiêng liêng sau khi chúng bị giết trong bụng mẹ. Thông điệp này nhắc nhở tất cả các bạn hãy cầu nguyện cho những người kém. Trên thực tế, số lượng trẻ sinh luôn tăng. Bạn có thể tưởng tượng chúng đau đớn như thế nào khi bị giết sống trong bụng mẹ không? Xin hãy cầu nguyện cho họ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các con. Tôi cũng vậy. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Marie, người mẹ sầu bi. Hết. Đỗ Văn Nguyên, PO Box 262-482 Houston, Texas 77207. http://margaretdubin2012.blogspot.com ngày 15 tháng 12 năm 2013. Hết. Kính thưa anh chị em trên toàn thế giới, chúng ta vừa nghe Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ mỗi người chúng ta. Đức Mẹ là Mẹ của toàn thể tạo vật, Mẹ của các thiên thần và của loài người, đã dạy chúng ta và nhắc cho chúng ta biết là Thiên Chúa đã ban thánh chỉ cho Hội Thánh qua Barnabas về lời cầu nguyện để giúp đỡ những thai nhi, đó là trong mặc khải sùng kính máu châu báu mà con đã phổ biến quảng bá trong những năm vừa qua. Nhưng có một điều là sau đó do ngôn sứ Loan Anh đã phản bội Chúa, đã đi theo ma quỷ, nghe lời ma quỷ mà nói rằng mặc khải sùng kính máu châu báu là đến từ quỷ. Cô ấy đã nói với anh Phúc để loan báo cái điều sai trái này, nói mặc khải của Chúa là của quỷ để làm hại các linh hồn, để các linh hồn không đọc kinh máu châu báu nữa, là kinh mà thiên đàng đã ban cho nhân loại trong thời cuối này là vũ khí để chiến đấu và chiến thắng. Xin mọi người đừng nghe những gì cô Loan Anh đã nói anh Phúc đăng lên, vì người cô Loan Anh phải liên lạc để công bố thông điệp của Chúa là Chúa Lực là con đây. Xin mọi người lưu ý không nghe lời cô Loan Anh nữa, vì cô ấy đã nghe ma quỷ mà phản bội Chúa. Trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.